Chị đây là chị chủ hả? Cái chị hôm nay là chị chủ hả? Chủ hai căn này không? Dạ. Chị đây là chị chủ nhà đúng không? Dạ không, ở đây là chỉ là quản lý ở tất cả các phần. À. Là bên mình là có hai khu này thôi. Dạ, còn một cái trên Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ hả? Một cái ở phần khách quay với một cái ở Nam Việt Lê Nguyễn. Vậy hả? Dạ. Dữ người ta. Ở phòng khách quan là số bao nhiêu em? Dạ số 6 phòng khách quan. Số 6 phòng khách quan. Còn Điện Biên Phủ là số bao nhiêu? Dạ